Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết bộ cân nhé. Bộ cân, vị trí của nó liên quan tới trái và dưới, biểu hiện liên quan tới cái khăn. Và đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết chuẩn sẽ được viết như thế nào. Thì các bạn thấy được cái bộ cân sẽ được viết như thế này này. Đấy, và đây là cái khăn nhé, nhưng nó không phải là bộ cân trong cái búa rìu kia. Các bạn nhớ là tên bộ thủ nó có thể trùng nhau, nó có thể là trùng nhau nhé, nhưng mà nó sẽ được viết khác nhau một chút. Và phần biểu là cái phần tượng hình thì nó cũng sẽ khác nhau một tí nhá. Bây giờ mình sẽ viết cho các bạn xem cái bộ cân này được viết như thế nào. Thế các bạn lưu ý cho mình, viết cho mình một nét sổ gọn xuống phía dưới nhá. Mình sẽ viết hẳn sang tay trái luôn này. Đấy, nhấn vào phần đuôi này. Sau đó các bạn viết cho mình một nét ngang gập móc. Phần móc sẽ được viết ngắn hơn một chút xíu. Thẳng ở đây các bạn sẽ kéo cho mình một nét sổ gọn xuống phía dưới như này. Nhấn vào phần đuôi nhá. Sổ của các bạn phải kéo thẳng từ trên xuống dưới này nhá. Thì các bạn tiến hành đo cho mình này. Ok. Thì các bạn thấy được là nó sẽ khớp với lại cái bộ cân mình vừa viết rồi. Nó sẽ nằm hẳn phía tay trái luôn các bạn nhá. Các bạn nhớ cho mình những cái bộ thù này nó sẽ được viết theo kiểu dạng thon gọn như này nhá. Thì ở đây cách viết chuẩn thì các bạn nhớ đấy. Khi mà cái nét ngang gập móc vào này. Phần móc nó sẽ được viết ngắn hơn cái phần sổ này một chút xíu. Nó co lên một chút để nó nhường cho cái bộ phía tay phải này. Tiếp theo thì nét sổ kéo xuống dưới các bạn nhớ, các bạn phải kéo ở giữa nhá. Ở giữa nhá. Kéo mà bị lệch là không được nhá. Kéo mà bị lệch là không được đâu. Các bạn nhớ phải kéo thẳng từ trên xuống dưới. Ở đây là nó sẽ hơi khó căn chỉnh một tí. Chính xác là sẽ hơi khó căn chỉnh một tí vì cái bộ thủ này bản chất của nó là nó đã viết rất là hẹp rồi và nhỏ rồi, thon gọn như này rồi. Cho nên là chúng ta sẽ phải lái cái nét sổ gọn làm sao mà viết nó thẳng. Đừng để nó lệch nhiều quá. Lệch trong cái khoảng khuôn khổ thôi, chứ đừng để nó lệch nhiều quá nhá. Như này thì mãi là viết là nó hơi bị lệch một tí này. Đấy, viết hai bên mà nếu như kéo thẳng đi xuống dưới mà lệch một cái thôi là có thể quan sát bằng mắt thường được rồi. Đó là cách viết chuẩn. Mình ở đây mình sẽ tượng hình lại cho các bạn xem một lần nữa như thế này. Đó, như thế này. Và cái đèn móc lên trên này. Thẳng lên xuống dưới nhá. Đây là nhấn cho mình cái phần đuôi của nét sổ gọn này. Đây là mình mô phỏng. Mình mô phỏng nhá. Bây giờ mình sẽ viết một cái chữ Hán. Xem mà các bạn đoán xem nó là chữ gì nhá. Bây giờ mình sẽ viết một cái chữ Hán cơ bản cho các bạn xem nó là chữ gì, các bạn đoán xem nhá. Móc ngắn lên nha. Các bạn lấy cho mình cái đầu khởi bút của nét sổ kéo cao lên trên một tí này nhá. Nhớ viết cho mình ở giữa nhá. Sau đấy các bạn viết cho mình một cái chữ Hán phía bên tay phải. Đấy, nó là một cái dạng gọi là nét sổ cong móc này, và mình sẽ đánh một nét chấm vào đây. Các bạn đoán xem đây là chữ gì nhá.